Chiều nay, Quỹ ban Nhân dân quyền Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận đã dăng dây rào, cảnh báo du khách khi một mảng đồi cát sụt lúng ở điểm du lịch Bào Trắng. Theo báo cáo nhanh của Ban quản lý điểm du lịch Bào Trắng, vụ sụt lúng xảy ra khoảng 10 giờ 30 phút hôm nay. Vị trí sụt lúng ở cuối đuôi Bào Bà về hướng Đông Nam. Đây là đoạn tiếp giáp giữa bờ hồ Bào Bà và chân đồi cát trắng. Chiều dài sụt lúng khoảng 70-80m, đến 80 mét. nước lớn sâu vào đồi cát khoảng 25m. Dự đoán nguyên nhân ban đầu là do mạch nước theo dòng chảy ăn sâu vào bề mặt dưới đồi cát, tích tụ lâu ngày làm lỏng chân cát, dẫn đến sụt lúng. Rất may thời điểm xảy ra sạt lở không có du khách và xe địa hình tại khu vực này. Năm 2019, đồi cát bào bàn được Bộ trưởng Bộ văn hóa Thể thao và Du lịch ký quyết định xếp hạng danh làm thắng cảnh quốc gia. Bào trắng còn gọi là đồi cát trắng, bào sen, đồi trinh nữ là một trong những thắng cảnh nổi tiếng được dí là tiểu sa mạc Sahara của Bình Thuận.